sa pa ga quang sa man nan sa ho ti a pam vi che ha ti tang pa sa ma no tham ma sa ho ti anu tham cha re ra gan cha do san cha pa hai nga mô hăng sa man ba ya no su vi mut ta chi to anu pa di ya no itha wa hu rang wa sa pa ga quang sa man nan cha ho ti. Dạ con đã đọc xong, kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính hạnh lễ Đức Phật, con kính hạnh lễ Giáo Pháp, con kính hạnh lễ Đức Tăng. Con kính hạnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 20. Áp Băng Tí Chê Xá Hí Tăng Ba Xá Ma Nô Thâm Mát Xá Hô Tí Á Nú Thâm Má Cha Ri Ra Ganh Chá Đô Xanh Chá Phá Hà Giá Mô Hăng Xâm Náp Phá Cha Nô Xú Quý Mút Tá Chít Tô Á Nú Pa Đí Gia Nô Ý Thá Hoa Hú Răng Hoa Sa pa ga wa sa man nhát sa hô tí áp băm pí chê sa hí tăng ba sa ma nô thâm má sa hô tí a nú thâm má cha ri ra gần chá đồ san chá phá hà giá mô hằng sam náp phá cha nô xú quý mút tá chít tô anu pa đi ya no y tha hòa hú răng hòa sa pa ga hòa sa man nhát sa hô tí dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp từ bỏ tham sân si tỉnh giác tâm giải thoát không chấp thủ hai đời dự phần sa môn hạnh bản dịch của hòa thượng Minh Châu ít thông kinh luật mặc dầu nếu chuyên hành đạo tìm câu sửa mình sống đời chánh hạnh quang minh qua siêu thoát vô sinh hưởng nhàn bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Và cẩm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sittina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú số 20. Áp bằng phi chê sa hi tăng pa sa ma no tham ma sa hô tí an anu tham ma cha ri ra gần cha đồ san cha pa a ya mô hằng sam ma pa cha no su vi mut tat chi tu Anu pa yi di ya no itha wa hu rang wa sa pa ga wa sa man nhát sa hồ tí. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác, tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Âm bán phi chê sa hi tăng pa sa ma nô
Dhammasahuti anuthammachari Raganja dosan chapahaya mohang Sammapajano suvimunta chito Anupadiyano ithavahurangwa Sampadawa samanyan sahuti. Ít thông kinh luận mặc dầu, nếu chuyên hành đạo tìm câu sửa mình, sống đời chánh hạnh quang minh, qua miền siêu thoát, vô sinh hưởng nhàn, hòa thượng giới đức. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Hello. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức An Vạn, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con chức âm thanh rõ. Dạ, con cảm ơn chú Bác Thá Ná. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 20. Bằng biết áp bằng biết chế sahip tăng pha sam mano tham masaho ti anu tham machari ra gan cha do san cha ba ha ya mo hằng sam mắt ba cha no suvimu ta chi Táo chích tổ Anubadi Yào Itha và Hu Răng và Sa Phà Gá và Sa Man Nát Sa Hồ Tí Áp Bằm Bí Chê Sa Hí Tăng Phà Sa Mà Nô Tham Bá Sa Hồ Tí Anu Tham Má Chà Rì ra gan cha đồ san cha cha ba hà cha mô hằng sam mắt ba cha no su vi mu ta chít tô anu ba di ya no y tha và hu rằng và sa pha ga và Samanasa hồ tí giàu nó ít kinh điển nhân hành tùy pháp từ bỏ tham sân si tỉnh giác tâm giải thoát không chấp thủ hai đời dần xe môn hạnh. Và đây là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Bambi chế sa hi tăng pha sa ma no tham ma sa ho ti anu tham ma cha ri ra gan cha do san cha ma ha ya mon sa ma ba cha no su vi mu ta chi to anu ba di ya no no i tha va ho rang va sa pha ga va sa mana Manyasa hoti Abhamchesa hitang phasa mano Thammasa hoti anu thammachari Ravancha dosancha yibahaya mohang Sammabhachano suvinutachito Anubhachano đi nhân nô y tha và hồ răng và sa pha ga pha sa man ra nhà sa hồ ti ít thâm kinh lực mặc dầu nếu chuyên hành đạo tìm câu sửa mình sống đời chánh hạnh quang minh qua miền siêu thoát vô minh hưởng nhàn. Nhà đây là bản dịch của ngài Hòa thượng Dư Đức. Dạ con đã ông bài xong. Dạ con cảm ơn đạo tràng, con xin dâng mic lại cho đạo tràng.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ linh hạnh Đại Đức Minh Mẫn. Bài học. Dạ. Bi a băng bi che sai tăng và sa ma no tham ma di a tham ma ca di ra sambacchano vi su vi mut ta chitto anut anubadiya no itha wa hurang wa sa samanyasoti apang pice sahitang pasamano dhammasahoti anuttama dhammacari ragang chado sanchak bahai bacchano suvimuta citto anubadiya wahurang wa Sapphagawa Samanyasahuti. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp, tùy pháp, từ bỏ tham sân, tỉnh giác, tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ít thông kinh luật mặc dầu, nếu chuyên hành đạo tìm câu sửa mình, đời chánh hạnh vô minh vô sinh nhà thượng giới đức thấy tín hiệu của ái minh và kính mời anh. Dạ sa thú lành thay con tri ân cô. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Cảm ơn quý chị đã cho ái mình biết rõ âm thanh. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 20. Ấp bầm bi chê sa hi tàng phà sa mà nồ tham ma sa hồ ti anu tham ma cha ri ra gan cha đô san cha ba hà gia mô hằng samma ba cha no su vi mut ta chi to anu ba di ya no i tha wa hu rang wa sa pa ga wa sa man nya sa hồ ti Bầm bi chê sa hi tăng pha sa ma nô tham ma sa hô tì anu tham ma cha ri ra gan cha đô san cha ba ha ya mô hăng sam mam ba cha nô su vi mun ta chín tô anu ba di ya nô i tha wa hu rang wa sa sa pha ra qua sa man nha sa hô ti. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thụ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ít thông kinh luật mặc dầu, nếu chuyên hành đạo tìm câu sửa mình, sống đời chánh hạnh quang minh, qua miền siêu thoát, vô sinh hưởng nhàn. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em kính mời vinh trưởng tiếp theo ạ. Vinh chắc vinh trưởng thỉnh pháp sư là vừa rồi. Dạ kính mời.
sa thu đàn tài siết ai mình đúng rồi đó. Tới giờ nam mô Phật-tha-ya, nam mô Tham-ma-ya, nam mô Sang-kha-ya. Kính đại lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ cho đại đức tăng trọng đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Avatana xin được tùy phước báu của các vị đã lên kệ bài kinh pháp cú số 20 nha. Con xin được tỉnh pháp sư để trước khi con tỉnh đại đức minh mẫn thuyết giảng bài kinh pháp cú số 21. Nam mô Phật Thà Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Khai Giá. Brahmacaloka thipati sampati katanjarian thivarang ayajatha santitha sapatriyakapat te se tu thamang anukampi mang pa chang phạm thiên vẫn ngâm ngồi khẩn khoản Phật nhâm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngày rời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dư pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ gia vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lặn rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi chúng con ngồi khắp chốn đi tối mê cầu đạo chí chi vẹn toàn. Dạ nam mô Phật Tha Gia, thay mặt đại chúng châu rung con xin được thành kính cung thiền đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 21. Nam mô Phật Tha Gia. Dạ con xin được thành kính cung thiền đại đức minh mẫn. Dạ, sa thú lần thay kính tri ân huynh Bách Thánh Á. Quý vị nghe nhỏ ha. Nghe nhỏ chúng tôi chỉnh nó to lên. Chỉnh nó to lên. Rồi, chắc là ok rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Đại Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 21. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ này gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất, Appamado Amatang Padang. Appamado Amatang Padang. Đoạn thứ hai, Pa ma do machuno pa đằng. Pa ma do machuno pa đằng. Đoạn thứ ba, Appa matta na mi yanti. Appa matta na mi yanti. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng, Ye pa matta yatha matta. Ye pa matta yatha matta. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này.
Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ, từ đầu tiên appamado, appamada chia theo chủ cách số ít. Appamada là nếu mà mình tách ra đó, thì là a cộng với là appamada. A là phủ định từ, appamada dịch là khinh suất hay là phóng dật. À, hoặc là sao lãng, kinh xuất phóng dật sao lãng. À, thêm tiếp đầu ngữ a trước là phủ định cái đó, là không kinh xuất, không phóng dật, không sao lãng. Rồi từ tiếp theo Amatang. Amatang là amata. À, đây cũng là một hợp từ, chúng ta tách ra a cộng với là mata. A là phủ định từ không. Mata đây là một cái quá khứ phân từ của động từ marati là chết. À, mata quá khứ là đã chết. À, vậy thì amata là không chết hay là bất tử. Từ tiếp theo ba đá, ba đăng, ba đá chia theo tất cả các từ này đều chia theo chủ cách hết, xin thưa quý vị. Mà amata đó là vì nó là trung tính, rồi ba đăng cũng là trung tính, thành ra đó là hình thức chủ ngữ là, còn ba ma đá là nam tính, thành ra cái hình thức chủ ngữ nó là ô. Ba đăng, ba đá này có rất là nhiều nghĩa, xin thưa quý vị. Nhưng mà ở đây đó, ở trong cái bài kệ này đó, ngài hòa thượng Minh Châu ngài dịch đó là đường. Thành ra ba đá, ba đá ở đây đó mình lấy nghĩa là con đường. Chúng ta bước sang đoạn như vậy là nguyên cả một cái hợp từ Amatapada. Amatapadang đó là đường bất tử hay là con đường bất tử. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Pamado. Pamado, Pamada chúng ta đã lấy nghĩa trên là khinh suất, phóng dật, sao lãng. Từ thứ hai Machuno. Machuno ở đây đó, cái từ mà Uno này đó, xin thưa quý vị, Uno hoặc là Usa đó, cách thứ tư nó cũng có cái hình thức vậy, cách thứ sáu nó cũng có cái hình thức vậy. Thì trong trường hợp ở câu này đó, mình lấy cách thứ sáu, sáu thuộc cách. Machuno là tử thần hay là sự chết. Mà Machuno đó là của tử thần hay là của sự chết. Sáu thuộc cách mình dịch là của, xin thưa. Từ cuối cùng Pa Đăng, Pa Đá mình đã lấy nghĩa ở trên. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Appamatta. Appamatta đây là một hợp từ, chúng ta tách ra a cộng với là Appamatta. Appamatta mà chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là a. Thì Appamatta đó là tính từ của ở trên danh từ Pama đó. Còn tính từ là Pamatta, Pamatta. Thành ra nó cũng cùng nghĩa. Pamatta, Pamatta là ở đây tính từ, thành ra đó là mình dịch cho mình chỉ cho người là người không kinh xuất,
người không phóng dật, người không sanh. Na là một phủ định từ, có nghĩa là không. Mi giam tiết là từ động từ, từ mi mà chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là an tiết. Ngôi thứ ba số nhiều là áp bám mắt ta, đó là những người không dễ vui. Nó mi giam tí là không có chết, mi giam tí là chết. Chữ mi giam tí ở đây đó nó cũng có cái căn là mắt, mắt rắp tí, và nó có cái danh từ khác đó là marana, xin lỗi, marana là sự chết. Rồi chúng ta bước sang đoạn cuối cùng, đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên, đây là một quan hệ đại danh từ, ngôi thứ ba số nhiều. Dê là những người nào? Hay là những ai? Pamatta, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Pamatta là người khinh xuất, người sao lãng, người phóng dật. Yatha là một cái trạng từ so sánh, là như hay là giống như. Chữ mata ở đây là quá khứ phân từ của động từ marati. Mata chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là a. Thì đây là quá khứ phân từ mà chia theo chủ cách đứng mình vậy đó, mình hiểu để chỉ cho người. Mata là những người chết. Những người đã chết vậy. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Đoạn thứ nhất là một câu, đoạn thứ hai là một câu, và ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy, đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai chúng ta thấy không có động từ, thì Pali chúng ta ngầm hiểu có động từ hô tí hoặc là lá phát tí hoặc là phát quát tí ở trong. Vì tất cả các từ ở trong đoạn 1 và đoạn 2 đều chia ở chủ cách hết. Appamado là sự không dễ vui, hay là sự không khinh xuất. Amatangpadang là con đường bất tử. Đó là một câu. Câu thứ hai, Pamado, sự dễ vui hay là sự khinh xuất. Ba đăng là con Machuno của sự chết. Mình dịch gọn lại đó là sự khinh xuất là con đường chết. Rồi tới đoạn thứ ba và đoạn thứ tư là một câu. Dê những người nào? Ba mắt ta, những người nào là người khinh xuất? Giá tha giống như mata, những người chết rồi. Appamatta còn những người không có khinh xuất. Nami yanti thì không có chết. Thì không chết. Đó, văn Bali mình dịch văn xuôi là như vậy đó, xin thưa quý vị. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú 21. Quý vị có thể đó là dùng văn chương thơ ca như thế nào đó để gọt giũa nó lại nghe cho nó hay.
Tri Ân Xích Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 21. Tiếp theo, chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadami Suakato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami Supatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu kệ Pháp Cú số 21. Câu kệ này nằm trong phẩm Appama Đá Quát Cá, phẩm chiêm chuyên niệm hoặc là phẩm bất kinh xuất. Câu kệ này cùng với hai câu kệ nữa là câu kệ số 22 và 23. Ba câu kệ này có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại Khô Sít Ta Ra Mát, tức là ngự tại chùa Khô Sít Ta. Khô Sít Ta mình dịch ra là lôi âm, gần thành Cô Sâm Bi. Đề cập đến cái chết của Hoàng hậu Samawati cùng với là 500 cung nữ của Hoàng hậu. Và cái chết của Thứ hậu Magandhiya cùng với 500 cung nữ quyến thuộc của Thứ hậu Magandhiya. Thì xin thưa với bà con là cái duyên sự của ba câu kệ này đó rất là dài. Thành ra đó là chúng tôi chỉ xin được trình bày những cái ý mà qua những cái ý đó đó gợi mở cho chúng ta hiểu ý trong câu kệ Pháp Cú số 21 thôi. Rồi đến phiên các vị giảng sư khác giảng câu 22, 23. Khi đó có thể các vị đó sẽ trình bày nhiều hơn. Bởi vì chúng ta hiểu đó, chú giải là cái phần gợi mở để cho chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kinh mà Đức Phật ngài dạy. Do đó đó chúng tôi chỉ được xin được trình bày cái ý nghĩa gợi mở để chúng ta hiểu câu kệ này thôi. Chứ hết cái duyên sự này đó thì xin thưa quý vị dài lắm. Có khi một buổi giảng này đó trình bày cái duyên sự này thôi không đủ. Cái duyên sự này trình đề cập đến Hoàng hậu Samawati và Thứ hậu Magandhiya. Thì xin thưa quý vị, đây là hai trong ba người vợ của vua Udena. Vua Udena đó thì là cai trị xứ Kosambi. Thì ở xứ Kosambi đó
có rất là nhiều ông trưởng giả. Thì ở trong đó đã có một ông trưởng giả tên là Khosita, Khosaka, Khosaka. Sở dĩ mà ông có cái tên là Khosaka đó là vì đời xưa kiếp trước đó ông từng là một cái con chó. Mà ông có cái công đức đó là ông đi đưa rước Phật độc giác, rồi khi đưa rước vậy đó ông dùng cái tiếng sủa của mình đó để đuổi rắn rết côn trùng bảo vệ cho Đức Phật độc giác. Thì thành ra do cái nhân đó, duyên đó, sau khi ổng chết, ổng tái sanh lên cõi trời 33, thì ổng có một cái giọng nói rất là to, rõ ràng. Rồi hưởng hết phước ở đó, rồi ổng mới tái sanh xuống cõi người đó. Thì ổng cũng có một cái giọng nói rất là to, rõ ràng. Thì xin thưa quý vị, cuộc đời của ông này cũng rất là dài. Thành ra chúng tôi chỉ xin được nói tóm tắt thôi. Đó là ổng là một trưởng giả ở trong thành Kosambi. Và ở thành Kosambi đó thì có tính ba ông trưởng giả. Ba ông trưởng giả này hộ độ cho rất là nhiều các cái tu sĩ chứng thiền, tu ở trên núi Tuyết Lãnh. Và rồi khi mà các cái đạo sĩ này nghe Phật Pháp Tăng xuất hiện thì họ đến quy y, đến theo Phật Pháp Tăng. Và ba ông trưởng giả này đó cũng đến hộ độ. Thì được Đức Phật Gotama thuyết giảng Phật Pháp, cho nên cả ba ông trưởng giả này đều chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Và khi mà ông trưởng giả Khosaka này đó, ông chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn xong đó, thì ông mới suy gẫm, ông mới chiêm nghiệm lại cái cuộc đời của ông, nó có lúc thăng lúc trầm, lúc lên voi mà có khi nó cũng xuống chó. Đó là khi mà ông sanh ra đời đó, xin thưa quý vị, thì ông là thiếu cha thiếu mẹ nè, rồi ông lại bị một cái ông trưởng giả khác là cha vợ của ông đó, xin lỗi, không phải, không không phải là cha vợ mà là cha nuôi thôi. Người cha nuôi, ông trưởng giả nuôi của ông đó cũng có một cái người con trai. Nhưng mà vì do tin chiêm tinh bói toán đó, nói rằng ngay cái ngày hôm đó, tức là ngay cái ngày mà ông cô xá cá này chào đời đó, thì ai mà chào đời vào ngay cái ngày đó đó thì người đó sau này sẽ chiếm đi cái địa vị trưởng giả của ông. Thì thành ra ông bỏ tiền bạc ra để đi truy tìm cái người sanh trong cái ngày đó, đó để nếu ha, nếu mà con của ông là ông gái đó thì ông sẽ gả cho cái người đó, còn con của ông là ông trai đó ông sẽ giết. Và vợ của ông cũng sanh ra con trai, cái thành ra đó là ông phải giết cái người kia. Thì xin thưa quý vị, ông đã thuê người ta giết mà giết 7 lần mà giết không được đó, xin thưa quý vị. Dạ, giết không được. Và cuối cùng đó là nhờ cái người vợ của chàng thanh niên Khosaka này đó, mà chàng thanh niên Khosaka này đã hưởng được toàn bộ gia sản của người cha nuôi này và được vua phong cho cái địa vị trưởng giả luôn. Trưởng giả tức là có nhiều của cải nè, rồi là có làng mạc để mà thu thuế đó, xin thưa quý vị. Thì sau khi trở thành trưởng giả đó thì cùng với các cái gì, cả hai cái trưởng giả kia đó, thỉnh Phật trai tăng được Phật thuyết pháp cho nghe mới chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Sau khi chứng đắc xong, cái ông mới suy gẫm lại cái cuộc đời của mình đó, để đạt đến cái địa vị trưởng giả này, nó gian nan trắc trở, và cái quả khổ đó nó trổ liên tục quá nhiều. Điều đó có nghĩa đó là gì? Là trước khi mà trở thành Bậc Thánh Tu Đà Hoàn đó, thì đã sống tương đối là nhiều, dễ vui, buông lung, khinh xuất. Bắt đầu đó, ổng mới phát nguyện đó là thôi,
sống buông lung kinh xuất thì nó gây ra nhiều tai hại, nhiều cái hậu quả đáng tiếc, khổ sở quá. Thành ra từ nay về sau đó là hãy chuyên tâm trở lại. Hãy chuyên tâm làm một người cư sĩ, làm một cận sự nam đúng pháp. Do đó đó ổng từ đó về sau đó là ổng hộ độ Tam Bảo đã đành rồi ha, mà còn giúp đỡ người neo đơn khốn khổ, rồi là phát tế chẩn bệnh, là làm tất cả các công đức thiện sự. Thì ông Khô Sá Cá này có một người bạn cũng là trưởng giả, nhưng mà ở một cái thành phố khác. Thì không may cái thành phố đó đó bị cho nên đó là gà dịch heo rồi nó chết dần dần hết này, rồi mùa màng thất bát, người dân ở trong đó riết cái không có cái gì để ăn, và trở thành cái ban hết. Thì trưởng giả bạn của ông Khô Sá Cá này đó cùng vợ với một người con gái phải lang bạc đến thành Cô Sâm Bi để đi xin ăn. Thì nghe nói nhà ông Khô Sá Cá này đó là mỗi một ngày bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng để làm lễ cúng tế cúng phần. Cho nên đó là người con gái của ông trưởng giả bạn này đó mới đến để sắp hàng xin cơm. Ngày đầu tiên xin 3 phần, ngày thứ hai xin phần, ngày thứ ba đó còn con phần. Cái người phát cơm đó thấy vậy đó, cái mới nghĩ ra là cái cô này mới ăn đầu đó, đói quá cho nên lấy nhiều phần ăn, ăn riết rồi nó chán rồi, cuối cùng còn lấy phần thôi. Thì nghe cô này đó cổ trình bày duyên sự rằng là ngày đầu tiên là còn cha còn mẹ cho nên mình lấy 3 phần, ngày thứ hai cha chết, ngày thứ ba ngày thứ hai đó là ngày thứ nhất đó là cha chết, ngày thứ hai đó là mẹ chết, ngày thứ ba còn con mình nè, thành ra lấy con phần ăn thôi. Thì cái người phát cơm này nghe vậy thương tình cho nên mới nhận làm con nuôi. Và rồi đó cái người con gái này nè, xin thưa quý vị, tên là Sama. Và cái cô này cổ rất là thông minh, rất là giỏi giang, thành ra đó là giúp đỡ ổng trong cái việc phát tế chẩn bần sao đó để cho nó suôn sẻ trôi chảy nè, mà không có to tiếng cãi vã. Thì thấu đến tai của ông trưởng giả Khô Sá Cá, bắt đầu ông Khô Sá Cá tìm hiểu biết ra thì đây là con gái bạn của mình, thành ra thôi nhận làm con nuôi luôn. Và vì cô này cổ có cái tài đó là quán xuyến bảo vệ mọi thứ, cho nên đó người ta mới gọi cô là Samawati. Và cô Samawati này trở thành con gái nuôi của ông trưởng giả Khô Sá Cá. Và khi mà được trở thành con gái nuôi của ông trưởng giả Khô Sá Cá, mình hiểu giống như là con gái vậy đó, thành ra là cha đi đâu rồi con đi đó. Thì đến ngày mà lễ lượt, lễ hội đó trong thành phố đó, thì cô này cổ cũng được an diện giống ta vậy đó, đi chơi. Và không may đã lọt vào mắt xanh của vua U Đê Na. Thì vua U Đê Na này đó mới như là tiếng sét ái tình vậy đó, thương cái cô này. Và đã đôi co với ẩn giả Khô Sá Cá rất là nhiều lần. Và cuối cùng đó, cô Samawati này đó, để báo ân tình cho cha nuôi đó, thành ra đó là ân ý làm vợ ông vua U Đê Na. Và ông vua U Đê Na này đã có tới ba bà vợ lớn, xin thưa quý vị. Thì cái câu chuyện hôm nay chúng ta học đó là liên quan đến hai bà thôi. Đây là một bà. Bà thứ hai đó là Magandhija. Magandhija là con của hai ông Bà La Môn. Hai ông Bà La Môn này rất là giỏi chiêm tinh. Cho nên một lần nọ khi thấy dấu chân của Đức Thế Tôn đó thì cả hai người, một trong hai người đó thấy rằng đây là đối tượng xứng đáng để cho mình gả con gái mình cho ổng. Vì
thứ hậu Magadhyaya, trước trước đó là cô Magadhyaya đẹp lắm. À, nhưng mà rồi sau đó ông Bà La Môn thì ông hiểu ra ha, cái tướng bằng chân này là tướng vô dục, thành ra đó là không có lấy vợ rồi gì đâu. Rồi sau đó Đức Thế Tôn ngày thuyết hai ông bà đó một câu kệ, và hai ông bà đó đó đã trở thành bậc thánh. Nhưng mà cái cô Magadhyaya này nghe Đức Thế Tôn thuyết đó, chê bai về cái thân thể dơ giấy này nè, cổ nạch mà bị chê vậy đó, cổ mới tức. Cổ là có một ông cậu, thì ông cậu ông nói đó, với cái tướng tá xinh đẹp thông minh giỏi giang của cô cháu Magadhyaya này đó thì xứng đáng để làm vợ của vua. Cho nên đó là ông mới đưa đến cung, và sau đó trở thành thứ hậu Magadhyaya. Thì bà Samawati đó là vợ của vua, theo cái con đường đó là làm con nuôi của trưởng giả Kosaka. Trưởng giả Kosaka đó là một bậc thánh tu đạo quần. Thì ít nhiều gì đó bà Samawati này đó cũng có nhiều cái chủng tử thiện và không có quan trái đối với Đức Thế Tôn. Nhưng mà riêng bà Magadhyaya này đó làm thứ hậu đó là ở trong bụng có ngấm ngầm gây thù chuốc oán, trả thù Đức Thế Tôn. Thì sau khi cả hai người trở thành vợ của vua Udena đó, thì xin thưa quý vị, bà hoàng hậu Samawati thì lại có một cô tỳ nữ tên là Kuchutara. Cô tỳ nữ này may mắn có một cái dịp nọ ghé nhà ông bán hoa tên là Sumana, nghe được Đức Thế Tôn thuyết giảng Phật Pháp và chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Sau đó, đó mới về thuyết, mình có thể nói là thuyết pháp lại, thuyết pháp lại cho hoàng hậu Magadhyaya cùng với 499 cung nữ khác nghe. Và tất cả 501 người này nè đã thấm nhuần được Phật Pháp. Cho nên đó là ủng hộ Phật, ủng hộ Pháp, ủng hộ Tăng. Còn bà Magadhyaya đó thì là thù Đức Thế Tôn, mà cho nên phải tìm cách để hại Đức Thế Tôn. Và giống như người Việt mình họ có nói một câu đó xin thú vậy, thì khi mà mình đã ghét ai đó thì là mình ghét luôn cả tông chi họ hàng. Thành ra bà hoàng hậu Magadhyaya đó, hoặc là thứ hậu Magadhyaya đó, khi biết được hoàng hậu Samawati cùng với 500 cung nữ kia đó theo ủng hộ Phật Pháp Tăng, cho nên bà ta ghét lây và tìm cách hãm hại, hãm hại rất là nhiều lần, xin thú vị. Như là 501 người này nè, xin thưa quý vị, là sau khi mà cô Kuchutara pháp cho 500 người kia nghe đó, thì 500 người kia cũng đều trở thành bậc thánh tu đạo quần hết. Và chúng ta hiểu đó, bậc thánh tu đạo quần đó thì là người thành tựu được giới. Dạ, thành tựu được giới. Tức là không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Không uống rượu. Thì bà thứ hậu Magadhyaya biết vậy đó, cái thành ra là gì? Kêu cậu của mình á, mới đem gà vịt sống á, vô. Rồi mới kêu cái nhóm người của hoàng hậu Samawati đó làm để dâng lên đức vua. Và khi cả nhóm này không có làm đó, thì hoàng thứ hậu Magadhyaya mới tâu lên đức vua nói rằng đó là nhóm của bà hoàng hậu Samawati đó là thương mến Phật Tăng thôi, mà không có thương yêu kính trọng chi bệ hạ cả.
cái thành ra đó là mới không có làm thực phẩm thức ăn để dâng cúng lên cho bệ hạ. Nhưng mà rồi chuyện đó đó cũng qua đi, tức là cái nhân cái duyên đó đó để hàm mà làm hại nhóm hoàng hậu Samavati không có được. Lần thứ hai đó là thứ hậu Magandhija đã bỏ một con rắn vào ở trong cái thùng đàn đó, rồi dùng một cái giấy vả, miếng giấy miếng vải nhét cái lỗ lại để cho con rắn ở trong đó, đó nó đói đi. Rồi vài ba ngày sau đó bắt đầu mới mời đức vua đến cái cung của hoàng hậu Samavati để mà thưởng ngoạn ca nhạc vũ kịch. Thì khi đức vua vô đó, bà này bà lén lén bà lấy cái miếng vải miếng giấy đó ra. Thì lúc đó, đó cái đàn nó sử dụng trong cái cuộc vui đó, đó khi được sử dụng đó thì gây ra tiếng động, cho nên đó con rắn đó nó mới lòm còm, nó bò ra, nó phùng mang trợn tráng lên, khiến cho ông vua đó rất tức giận. Nghĩ rằng đó là nhóm của hoàng hậu Samavati đó là hãm hại mình, cho nên vua dương cung lên một cái mũi tên lắp sẵn ở trong cung với một cái sát khí đằng đằng là sẽ giết chết hoàng hậu Samavati. Bắt đầu mới sắc hoàng hậu Samavati đứng trước, và những cái người mà ở trong nhóm hoàng hậu Samavati đó đứng sắp sau vậy. Thì vua bắn một cái mũi tên đó ra, mũi tên đó nó xin thưa quý vị, nếu mà không có vật cản đó thì mũi tên đó có thể làm vỡ đi một cái ngọn núi á. Ấy thế mà khi cái mũi tên đó bay ra về phía hoàng hậu Samavati đó, thì lúc đó đó hoàng hậu Samavati đó mới khuyên những người tùy tùng của mình đó, bây giờ mình không còn có cái chi để mình nâng đỡ mình cả, vua đã ghét mình rồi, đã thương mình nữa rồi, thì thành ra đó là giờ chỉ còn cái gì, nghiệp thiện thôi, nghiệp thiện nâng đỡ mình thôi. Pháp hộ trì người thực hành pháp, hay là gì, nghiệp thiện và ác là nơi nương nhờ của mình. Thì bắt đầu đó là bà dạy cho những người kia đó rải tâm từ, là mong cho mình nữa, mong cho con nè thân tâm luôn được an lạc, rồi là gì, mong cho đức vua cùng với những kia người kia đó cũng thân tâm được an lạc. Đó là rải tâm từ đó thưa quý vị. Cái này là chúng tôi nói gọn thôi ha. Còn mà quý vị tìm hiểu đó thì là quý vị vào trong cái bộ Visuddhimagga đó, trong đó giải chi tiết rõ ràng. Sau khi nhóm của hoàng hậu Samavati rải tâm từ vậy đó, thì xin thưa quý vị, lạ thay cái mũi tên đó đó, khi mà đi đến hoàng hậu Samavati thì giống như đó là nó đụng phải một cái bức tường vững chãi và dội ngược trở lại đức vua. Đó thì đức vua Udena là một bậc có trí mà, thì thành ra thấy cái hiện tượng vậy đó thì vua hoảng ha, vua hiểu mình đã làm hại sai người, đã làm hại sai người, và vua đã, mình hiểu rồi, giống như là đã xin lỗi vậy đó. Thì lần đó hoàng hậu Samavati hãm hại nhóm hoàng tứ hậu Magandhija hãm hại nhóm hoàng hậu Samavati không thật. Đến lần thứ ba, vào một cái dịp nọ, vua ra khỏi hoàng cung, thì bây giờ thứ hậu Magandhija đó mới nhờ cậu của mình đó vào ở trong cung, đem tất cả các cái cây vải này, rồi nhúng dầu cột vô hết ở trong tất cả các cái cột ở cái cung của hoàng hậu Magandhija, xin lỗi, hoàng hậu Samavati đó, và đốt, xin thưa, đốt luôn cột xong rồi đóng cửa lại, 501 người ở trong đó rồi đốt
và nguyên cái cung đó cháy sạch, thì là 500 người, 501 người đó thì cũng chết. Dạ, cũng chết. Và cuối cùng thì hoàng hậu thứ hậu Magandhija đó cũng hãm hại được hoàng hậu Samawati cùng với tùy tùng. Vua ở từ xa, vua hay tin vậy cũng rất đau buồn. Nhưng mà vua là người có trí, xin thưa quý vị, thành ra không có thể nào về gạn hỏi trực tiếp thứ hậu Magandhija được. Mà vua phải lừa. Lừa riết rồi cái thứ hậu Magandhija đó cũng thú nhận. Thú nhận thì là vua mới bắt hết hoàng hậu Magandhija cùng với các tùy tùng và thân quyến chôn xuống, rồi sau đó mới cho ngựa này, voi này, dẫm đạp chết hết. Vậy thì theo quý vị đó, hai cái chết này có giống nhau không? Cái chết của hoàng hậu Samawati cùng với những người tùy tùng này, và cái chết của thứ hậu Magandhija cùng với những người tùy tùng, thì hai cái chết này có giống nhau không hay là khác nhau? Câu chuyện này sau đó đó được bàn tán xôn xao bởi chư tăng. Chư tăng cũng bàn tán xôn xao nhiều lắm, xin thưa quý vị. Nói tại sao đó là hoàng hậu Samawati đó là một người lương thiện vậy đó mà có cái chết khủng khiếp vậy. Thì lúc đó đó Đức Thế Tôn ngài kể cho cái câu chuyện quá khứ. Thôi chúng tôi thấy cái thời gian nó còn ít quá, thành ra xin bỏ qua cái câu chuyện quá khứ đó. Sau đó đó ngài mới dạy chư tăng, ngài nói này các tỳ kheo, những kẻ giải đại biến nhát dầu cho còn sống 100 năm nữa đó, cũng không đáng gọi. Là sống hay là cũng không đáng gọi là sống, mà đáng gọi đó là đã chết rồi. Còn những người chuyên cần tinh tấn thì dầu cho chết rồi cũng vẫn như còn sống yếu nguyên. Cho nên đó Magandhija sống cũng vậy, chết rồi cũng vậy, đều đáng gọi là đã chết. Còn hoàng hậu Samawati cùng với các cung nữ đó đã chết nhưng cũng đáng gọi là đang còn sống. Quả thực vậy, các tỳ kheo, những người chuyên cần đó, thì không đời nào chết hết. Nói như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên một loạt ba câu kệ. Hôm nay chúng ta học câu đầu. Appamado tăng pa đăng Appamado machuno pa đăng Appamatta na mi yanti Ye pamatta yatha mata. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch: con đường phóng dật nguy nan, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời. Buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Và đồng thời chúng tôi cũng có dịch văn xuôi nữa. Thành ra qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy. Hiểu rộng, hiểu rõ, hiểu sâu chừng nào thì chúng ta dễ dàng ứng dụng vào trong đời sống của mình nhiều chừng đó. Và có ứng dụng thì là chúng ta có tạo ra cái chủng tử đối với pháp. Ứng dụng mà nghiêm minh rồi là xuyên suốt đó, thì xin thưa quý vị, chúng sẽ gần với pháp
mau hơn. Gần với pháp có nghĩa đó là nếm được hương vị của pháp bảo. À, bây giờ chúng tôi cùng với quý vị tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài dạy. Hai câu đầu Ngài dạy đó là Padmado Amatang Padmado Machuno Padang. Không dễ vui là con đường bất tử, dễ vui là con đường chết. À, thì ở đây chúng ta hiểu hai khái niệm là không dễ vui và dễ vui. À, thì dễ vui đó là ngược lại với không dễ vui. À, phẩm này chúng ta học đó là phẩm không dễ vui, hay là không sao lãng, hay là không coi thường, bất khinh xuất. À, vậy thì không dễ vui là sao? À, không dễ vui ở đây mình ngầm hiểu này nha. Nếu nói theo chi pháp đó, thì không dễ vui ở đây đó là người sống có chánh niệm nè. Không dễ vui đó là người sống có tinh tấn nè. Có chánh niệm nè, có tinh tấn. Thì đó gọi là không dễ vui. À, sống có chánh niệm, có tinh tấn nè. Thì xin thưa quý vị đó, để có chánh tinh tấn, chánh niệm nè, à, thì đi theo một cái ba rem của bát chánh, xin thưa quý vị, là từ chánh kiến này, dẫn đến chánh tư duy nè. Rồi khi có chánh kiến, có chánh tư duy, người đó mới cam tình nguyện tu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, à, dẫn đến thành tựu được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. À, vậy thì à, khi mà có sống có chánh niệm, sống có chánh à, sống có chánh, sống có chánh niệm, à, sống có chánh tinh tấn, à, thì người đó phải dựa trên cái cơ sở của có chánh kiến, có chánh tư duy. À, mà có chánh kiến, có chánh tư duy đó thì là phải xác định ra cho được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì là đúng, cái gì là sai. À, thiện thì cho quả an vui, còn bất thiện đó thì tất yếu dẫn đến quả khổ. Từ chỗ đó đó, à, mà dầu cho nữa, ha, một việc thiện nhỏ đi nữa đó mà hợp thời hợp lẽ thì người đó làm việc không có bỏ qua. Và ngược lại, dầu cho đó một cái chuyện ác nó nhỏ thôi, à, thì người đó đó cũng không có làm. Không có làm, à, không làm, không nói, không suy nghĩ, dầu cho việc đó, đó là việc bất thiện nhỏ, như là nói láo để mà chơi đấy, xin thú vị. À, đôi khi mình nghĩ đó, à, nói gặp nhau, nói bông đùa ba câu gì đó thì nó đâu có hại thằng Tây nào. À, nhưng mà kỳ thật ra nó có hại, xin thú vị. À, chúng ta không có thấy nó hại trước mắt, nhưng mà nếu về lâu về dài thì chúng ta sẽ thấy nói riết quen đấy, thú vị. À, và Đức Phật Ngài đã dạy cho tôn giả Rau La trong cái bài kinh giáo với Rau La đó: này Rau La, con chớ có bao giờ nói dối, nói láo đó, dầu nói để mà chơi, nói riết nó sẽ quen. Dạ, không 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 có coi thường là vậy đó, thú vị, hay là bất khinh xuất là vậy đó. À, không có làm, nói, suy nghĩ, dầu cho cái việc ác đó là nhỏ. Chúng tôi đơn cử giống như là mình nói bông đùa để mà chơi đó. Còn nè, ráng làm, nói, suy nghĩ, dầu cho đó, đó là một cái việc thiện nhỏ. Ví dụ như mình đi vô chùa đó, à, đi à, trước khi đi vô chánh điện thì thường là sẽ đi ngang qua bảo tháp có thờ, à, có cây bồ đề nè, à, rồi trước đó có kim thân Đức Bổn Sư, à, mình đi lên một cái bảo tháp nè, thờ kim thân Đức Bổn Sư nè, có khi đó còn thờ luôn Ngọc Xá Lợi nè, cái bắt đầu mình thấy có rác rến đó. À, nó vương vãi ở trên cái mặt bằng đó đó, mình nghĩ rằng đây là nơi tôn nghiêm thờ phượng, à, đứng thiên nhân chi đạo sư, đem lại an lạc cho vô vàn chúng sinh,
mình đến đây mình cũng có hay là cảm nhận được sự an lạc. Vậy thì người khác khi đến đây đó, họ cũng có cảm nhận được cái sự an lạc. Nhưng nếu như đó mà họ thấy cái rác này nè, thì khi đó tâm của họ có thể bị lu sụp. Cho nên đó là gì? Mình lụm cái rác đó ra. Xin thưa quý vị, cúi xuống lụm cái rác đó, đó là một công đức. Thì công đức đó, đó có khi mình tưởng như đó nó nhỏ nhoi, nó ít ỏi. Nhưng mà suy nghĩ vậy đó, thì nó trở thành là vô lượng. Đó, một việc thiện nhỏ vậy thôi mình cũng không có bỏ qua. Bất khinh xuất lại vậy đó xin thưa quý vị. Thì với những ai mà sống kiểu vậy đó ha, thì là không có chết. Dạ, bất khinh xuất là con đường bất tử. Thì chữ tử ở đây đó, khi nãy chiếc nghĩa từ vận chúng tôi nói đó, chữ ma tăng đó là quá khứ phân từ của động từ marati, và nó có danh từ là marana, là sự chết. Thì xin thưa quý vị, chết này có ba. Một là chết trong từng sát na, và hai là chết kết thúc kiếp sống. Hai là chết kết thúc kiếp sống, và ba đó là chết rồi không bao giờ sanh trở lại nữa. Chết kết thúc kiếp sống là chết rồi còn sanh trở lại. Chết thứ ba, chết là không bao giờ sanh trở lại nữa. Thì cái chết thứ ba này đó là cái chết của bậc thánh. Và nó cụ thể đó là bậc A-la-hán chết. Nhưng mà mình hiểu đó ha, cứ mà đã nhập vô dòng thánh rồi thì tất yếu sẽ lên tới A-la-hán thôi. Cho nên đó, mình có thể hàm hồ nói chết của bậc thánh đó là không còn sanh trở lại nữa. Còn cái chết mà còn sanh trở lại đó là chết của phàm phu. Và đối với phàm phu đó, xin thưa quý vị, còn có một cái chết ngắn nữa là chết trong từng sát na. Và chết trong từng sát na. Thì chết trong từng sát na là sao ạ? Cái thân này đó nó gồm có hai, xin thưa quý vị, là phần danh và sắc. Danh nó sanh lên rồi nó cũng chết đi. Sắc nó dắt sanh lên rồi nó cũng chết đi. Thì cái chết mà sắc pháp nó sanh lên nó chết đi, danh pháp nó sanh lên nó chết đi đó, cái chết mà mình gọi là chết trong từng sát na. Vậy thì với những ai đó ha, mà một niệm sân khởi đó xin thú gì? Một niệm sân khởi nè, một niệm tham khởi nè, một niệm si khởi nè, một niệm ganh tị khởi nè, một niệm buồn xỉn khởi, một niệm lười biếng khởi, vân vân, vân vân đó. Thì ngay khi đó đó, người đó đã chết rồi đấy. Tại làm sao ạ? Một sát na tâm bất thiện sanh lên thì nó chứa rất là nhiều yếu tố bất thiện ở trong đó. Và một sát na tâm bất thiện sanh lên thì tất yếu nó tạo ra nghiệp bất thiện. Và tạo ra nghiệp bất thiện, mà tự hỏi chư Phật tử chúng ta, chứ nếu ha nghiệp bất thiện đó thì nó cho mình quả vui hay là quả khổ? Và rồi ha, tương lai đó, nghiệp bất thiện đó nó sẽ dẫn mình đi đâu về đâu? Xin thưa quý vị, nghiệp bất thiện tất yếu dẫn đến cho quả khổ. Và khi nó đã cho quả khổ đó, thì cái quả đó, một trong những cái quả khổ đó, nó dẫn mình đi tái sanh vào bốn đường ác đạo. Và đã rớt vô bốn đường ác đạo rồi đó, thì thử hỏi bà con chứ chết rồi có bị chết nhiều lần nữa không? Xin thưa, chết rất rất là nhiều lần, có thể nói là n lần. Đó, thì thành thử ra đó ha, nếu mà mình sống không có chánh niệm, sống không có tinh tấn, chánh niệm tinh tấn ở đây mình hiểu nè, chánh niệm tinh tấn hướng đến ha, từ bỏ ác pháp phiền não. Ác pháp phiền não đó. Thì nếu mà mình không có cái mình sống mà không có cái chánh niệm tinh tấn vậy đó, thì tức có nghĩa là cái gì? Là mình để cho cái nội tâm của mình đó, nó tự do, nó bay nhảy,
theo ngoại cảnh. Thấy những cái gì vừa lòng đó thì mình thích. Thấy những cái gì mà trái ý nghịch lòng đó là mình ghét, mình chán, mình buồn, mình bực, mình tức tối. Nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ cũng vậy. Thì lúc đó đó là nội tâm của mình toàn là bất thiện thôi. Dạ, toàn là bất thiện thôi. Thì nếu mà đã bất thiện vậy đó thì dẫn vào các cái cõi khổ thôi, hoặc là gì? Đi tái sanh liên tục. Chứ không có hướng đến cái chỗ là gì? Chết rồi không còn chết nữa. Chết rồi không còn chết nữa. Do đó đó, khi mà mình hiểu ra này nha, nếu như đó mà mình sống buông lung phóng dật, tức là không có chánh niệm, không có tinh tấn vậy đó ha, thì mình đã chết trong khi đang còn sống rồi. Rồi là cái gì? Khi mà còn sống đó, đó thì mình cũng là cái gì? Vật vả, khổ sở lắm. Giống như thời niên thiếu của ông Kosaka. Thời bé nè, thời niên thiếu của ông Kosaka. Sanh ra một cái đó là gì? Là không được gần gũi cha mẹ nè, bị người ta quăng chỗ này, quăng chỗ kia nè. Nó bị quăng xong là bị là gì, quăng vô rừng là bị là gì, cho bò cho ngựa nó đạp. Đó là gì? Do quá khứ quá trình mình sống buông lung không vậy. Hoặc là như bà Thứ Hậu Magandhya, quý vị thấy cái đời sống của bà Thứ Hậu Magandhya đó là có an lạc hạnh phúc không? Khó à. Bởi vì sống toàn là gì? Toan tính hãm hại người khác vậy thôi thì có thể dẫn đến là gì? Một giấc ngủ an lành bà ta cũng khó để mà có được. Vậy thì đời sống như vậy đó, đâu có cái gì là an lạc, là hạnh phúc. Đó là bởi vì đó gì? Sống buông lung, sống phóng dật, sống coi thường điều ác. Và rồi do cái hành vi sở hành, hành vi lối sống của bà ta vậy đó, sau khi thân bại mạng chung, bà bị voi rồi nó chà, ngựa rồi nó chà vậy đó, thì sau khi thân bại mạng chung rồi nữa đó là bà ta đã hãm hại tới bà nhóm của hoàng hậu Samavati đó. Thì nhóm của hoàng hậu Samavati này đó, trước đó là đã tu đầu quần, và cái lúc mà gần chết đó, có số người đó chứng đắc đến nhị quả nữa xứ luôn. Thì thành ra đó là cái nghiệp ác của bà nó còn nặng hơn nữa. Do đó sau khi thân bại mạng chung, bà sẽ phải bị nói hơi ác ác tí, là có khi là xuống 18 tầng địa ngục. Phóng dật như là chết rồi vậy. Không phóng dật thì mới là con đường sống, còn phóng dật đó là con đường chết rồi vậy. Thành thử ra là gì? Những người mà không phóng dật đó thì mới là không có chết. Giống như đó là hoàng hậu Samavati cùng với những người tùy tùng của mình đó, dù cho đến phút chết xin thưa quý vị, lúc mà vua bắn cái mũi tên này thì cũng là gì? An trú tâm của mình trong đề mục từ tâm. Gì? Sống có chánh niệm, sống có tinh tấn. Còn như nhóm của bà hoàng hậu Thứ Hậu Magandhya này, hoàng hậu Magandhya này, kể cả lúc sống đó, lúc sống đó, cũng là thất niệm, đến khi chết hải hùng thất niệm. Do đó đó mà những người bất khinh xuất, tức là những người sống có chánh niệm nè, có tinh tấn nè, không coi thường việc ác, dầu cho việc ác đó là nhỏ mà làm, không có bỏ qua việc thiện, dầu cho việc thiện đó. Nhờ vậy đó mà ngay khi sống, người đó như là còn sống, và sau khi chết rồi thì người đó cũng vẫn cứ như đang còn sống. Chúng tôi cũng thấy hết thời gian rồi, thành ra xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 21 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia điều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử.
Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật Pháp. Phước báo cáo xin được hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đồng ân triêm lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài Pháp Cú số 21 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức và con kính thỉnh Đại Đức Minh Mẫn chúc phúc cho Trâm chúng con được trọn vẹn phước báo vì Thượng Tọa Minh Thành đã rời Trâm và con kính dân mít đến Sư. Bhavatu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa bhutanupavena sapa dhammanupavena sapa sanghanupavena sadasote bhavantu te. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hành Đại Đức Minh Mẫn cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Yadevata Santi Viharawasini Phu